Chào các bạn, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cái bài tiếp theo. Thì buổi cái bài trước các bạn đã tìm hiểu sử dụng Git trong JS Framework Twitter Bootstrap như thế nào rồi. Thì sang các phần tiếp theo của nó. Ở đây các bạn thấy là nó có một số cái thông tin, cái cỡ chữ. Các cái này, kẻ heading này, H1 thì có cái cỡ là 36 này, H2 30. Thì đây là những cái thông tin mà nó không quan trọng lắm, thì các bạn có thể tự đọc để xem có cái gì. Đấy, thì mình không đi sâu vào những cái cơ bản như này nữa. Thì buổi trước các bạn đã học về Git rồi, đã làm về với Git, làm việc với Git rồi. Thì cái mục đích của làm việc với Git để làm gì? Làm việc với Git thì mục đích là các bạn có thể thiết kế được các cái layout. Ok, thế thì để nó dễ dàng dễ hiểu hơn thì mình sẽ đi vào việc là thiết kế ra một cái layout cụ thể. Từ đó thì các bạn có thể nhìn vào cái layout đấy để làm được các cái layout khác nó phức tạp hơn, nó đáp ứng được nhu cầu của các bạn nhiều hơn. Mình đã tìm thấy ta tìm được một cái layout cơ bản, nó cũng cũng đơn giản nhưng mà nó cũng đáp ứng được một số cái nhu cầu của mình rồi. Ví dụ là có thể làm ra được một cái bài viết dạng blog này, đây là tiêu đề bài viết này, post bởi người nào này, thời gian này, tên gì này. Đấy, thì ở bên phía sidebar thì các bạn thấy là đây nó có một cái form mà search đúng không, form để search này, có cái phần popular rồi cái phần là thông tin như này, với phần phía cuối thì sẽ có là footer. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái việc làm ra cái layout này để cho các bạn hiểu rõ hơn, sử dụng Git rõ hơn ở trong Bootstrap. Thì mình sẽ giữ lại cái phần phía trên này và giữ lại một cái row, mình xóa hết những cái này đi. Mình đặt cho cái đây là con Tyler. Ok, bên đây mình xóa này, tạm thời thì mình sẽ làm trên điện thoại, trên smartphone trước nhé, smartphone và các thiết bị to trước đã. Côn MD, côn SM, côn NM bằng 8, côn MD, côn SM bằng 8, côn 4 này. Thì mình đã chia được cho hai cái phần của trang web. Các bạn nhìn thấy là trên cái giao diện mình đã tìm thấy thì nó có hai phần, một bên là phần này thì mình gọi là sidebar, bên này thì bên này là primary, bên này là sidebar. Đấy, thì ở đây mình vẫn sử dụng một số cái thẻ có HTML4 thôi, nhưng chưa có HTML5. Thì cứ dùng tạm này, rồi sang các cái bài khác thì mình sẽ dùng HTML5 sau. Ở đây các bạn có thể cho cái này là primary, sidebar. Rồi, ok. Thì như lúc trước mình đã nói thì khi mà các bạn muốn làm ra những cái box, làm ra những cái hàng, thì cứ khi nào các bạn làm một cái hàng thì bạn sẽ chia ra một cái gì, chia ra một cái row đúng không? Các bạn phải làm một cái row. Đây, list class. Rồi, ở đây không cần, mình sẽ có một cái thẻ là mình làm được kết quả trước. Sau đó thì ở dưới này mình có thể sử dụng một cái thẻ P rồi. Thì các bạn để ý thấy là
Dưới cái này nó có một cái dấu, có một cái đường kẻ gạch. Đây không biết các bạn có nhìn thấy không? Đây mình dùng một cái thẻ HR. Theo thì dùng một thẻ pay nó đi. Các bạn thấy là nó có một cái icon. Có một cái icon ở đây. Icon của cái đồng hồ ở đây. Thì mình sẽ là bạn đợi một chút mình pin để điên này. Icon thì mình sẽ dạy các bạn cách sort. Thì các bạn sẽ vào cái phần Emacs là cái phần combo lần. Một lần các bạn vào cái phần này, gallery icon này, thì các bạn chỉ cần đặt một cái là ví dụ là nhìn cái đồng hồ thì viết thử chữ time xem có không. Đây không phải, đây thôi. Các bạn sẽ có cái class như này, copy cái này rồi. À, trở lại vào đây các bạn sẽ là span, hoặc các bạn phải dùng thẻ y hoặc cái thẻ gì đấy bất kỳ ra như này. Đấy, thời gian là lúc mấy giờ đây, có thể là copy. Ở đây thì mình chưa đặt lặng về vấn đề nó phải đúng theo mẫu hay là nó phải để đúng theo chuẩn semantic hay cái gì đấy. Mình sẽ chỉ làm ra demo cho các bạn xem trước đã, còn những cái vấn đề khác thì tính sau. Rồi ok. Đấy, nó có cái in đậm ở đây thì tí mình sẽ làm con gạch dưới này, có thêm một cái dấu gạch dưới nữa. Để chuyên nghiệp hơn thì các bạn có thể chia ra các cái div khác nhau. Thì đây là image này thì sẽ là src bằng cái giao diện này, nó cũng đơn giản như là đây. Mình sẽ copy cái đường dẫn ảnh của nó, copy cái này luôn của nó đi. Xong, mình đã được cái hình ảnh rồi. Tiếp theo đến những cái dòng chữ đây. Thì bắt đầu giờ tiếp. P. Đây thì các bạn xuất luôn cái để làm nó chữ in đậm nên thì làm như nào. Bold này, bold thì dùng strong thôi. Xem có cái nào khác không. Đây không, đây nó không có cái nào khác thì mình có thể sử dụng strong ở đây, hoặc là đây xem nó có thể sử dụng có cái thẻ h. Class bằng list. Để class bằng list. Rồi, nó cũng tương đối giống rồi. Thì mình sẽ làm tiếp cái phần phần chữ ở dưới này. Chữ này thì các bạn thấy là nó dùng rất là nhiều thẻ p đúng không, thì mình có thể dùng một cái là div class tên là gì bây giờ, content để post content
tên nhiều khi nó khó nghĩ, tên theo tiếng Anh khó nghĩ. Rồi. Theo thì nó sẽ có một cái ULRI ở đây. Thì đây các bạn có thể sử dụng strong hoặc là cái nis như thế. P. Thể sử dụng các thẻ mình nó chịu nó lại là cái này mình không đặt lại vấn đề là về semantic, nhưng mà cái chính là mình chỉ làm cho các bạn hiểu thôi. Sang cái giao diện khác thì mình sẽ chú trọng vấn đề đấy hơn. Đấy. Tiếp theo thì nó cũng sử dụng một cái HR. Đây mình sử dụng một cái đi con nó bóc. Đây mình sẽ cho cái form này vào. Thì ở đây mình rồi, không cần để làm cầu kỳ thì mình có thể làm đơn giản luôn. Thì các bạn có thể sang cái phần form combo lần này. À đâu, là CS, vẫn là CS. Phần CS thì vào phần CS các bạn ấn vào form thì form nó sẽ có nhiều loại form inline horizontal. Thì ở đây mình có thể sử dụng cái form như ở dưới này, đây là form class, là form form row form này. Đây mình sẽ có là class
group. Phone group. Đấy, thì bạn sẽ có một cái checkbox, một cái submit này, một cái để tag area. Tag area ở đây. User comment. Đấy thì các bạn nhận thấy được một điều là cái form như này nó giống với lại cái mẫu bên đây. Sidebar width này như này thì để làm như thế mình sẽ gộp tất cả những cái này vào cho dùng chung một class. Sau đó thì sẽ có thể là upload lại đúng không? Thì đi chứ. Thì mình đặt luôn cái class nó là well đi. Deep class là well. Trong đấy các bạn có thể sử dụng cái tẹo phát triển 4. Mình sẽ lại hình như mẫu copy luôn sang đây cho dễ nhìn. Đây thì như comment trong cái form lớp một form này mình sẽ có một cái div là form group. Thì ở đây mình dùng một cái là tag area. Class thì mình sẽ là form control. Đây thì các bạn muốn biết thì vào cái phần 100 này, vào phần CSS này, chọn vào cái form. Đấy, xem những cái xem là nó có những thuộc tính gì. Subo control đây. Form control. Có thể là dâu bằng 4 hoặc dâu bằng 3 thì 4. Phía dưới này thì mình sẽ có một cái button. Button thì các bạn phải cho mặt tay bằng button. Đây ví dụ là code chẳng hạn. Thì các bạn để ý thấy là nó có cái nút submit màu xanh đúng không? Đấy thì ở đây nó có cái tòa lát là btn. BTN primary thì nó sẽ màu xanh. Tại sao màu xanh thì WhatsApp nó quy định là cái primary là màu xanh. Thì các bạn là button này. Success thì màu xanh lá cây. Info thì xanh nó nhạt hơn Goblin. Rồi Danger thì nó màu đỏ. Thế thôi. Mình xem lại cái này của mình. Cũng khá giống rồi. Submit. Rồi submit. Rồi, ok. Đấy thì tiếp theo nữa thì mình sẽ có hai cái task như này. Đấy. Có một cái HR tiếp. Đây các bạn để ý là có cái thời gian ở đây thì nó có cái tên là small. Khi bạn dùng thẻ small thì chữ nó sẽ bé đi.
đây tiếp. Mình copy luôn cái này tí nhá. Dùng luôn. Xuống phía cuối này thì các bạn thấy được là đến đây là đã hết cái phần rau rồi. Thì các bạn có thể sử dụng một cái hot draw ở đây. Bit là một rau. Đây mình có thể dùng 12 luôn. Bit là lát mà cô SM 12. Sẽ có cái copyright này. Ok. 2014. Lại lại. Vậy thì các bạn thấy được là nó nhìn không khác cái mẫu là mấy đúng không? Rồi. Thế thì sau khi có cái này xong thì các bạn làm đến phần sidebar bên cạnh này. Sidebar thì mình làm nhanh thôi. Xem thử cái này là H3 H4. Rồi. Ở đây mình đen lại cho nó dễ nhìn. Thì để làm cái ô mà nó xanh xanh này, này thì các bạn sử dụng cái well giống như ở trên có H3 để làm được cái form như mẫu ấy, thì làm như nào, nó có bên cạnh có nút search luôn ở đây này, thì các bạn kéo lên trên một chút cái phần đó. Mình quên nó số nào rồi. Trên form này lâu ngày không dùng không nhớ đẹp chứ không bao giờ này mình cứ sơ thôi. Master group đây các bạn thương bỏ đây bạn copy cái không input group này rồi mình cứ search thôi, nếu bao giờ có thì thôi. Go thì các bạn search một cái là input group này, các bạn có span input group ptl đấy, cái nút ấn này default thì nó sẽ màu trắng như thế, còn primary nó lại màu xanh như mình nói. Một cái ô input này thôi, ô input để các bạn có cái control đấy chạy lại.
nó như này đúng không? Đấy, thì nó bị ngược lại với cái mà mình muốn, thì các bạn có thể đổi lại cho cái câu ở xuống dưới thôi. Sơ đi. Thế thì các bạn có thể thay đổi bằng cái hình ảnh được, cũng được. Rồi tiếp theo đó thì mình sẽ làm đến cái phần popular ở đây. Phần popular ở đây thì nó có hai cách, các bạn có thể cũng sử dụng là deep. Bây giờ chưa tính đến vấn đề mobile. Đến đây là đã xong cái phần đó, thì các bạn lấy luôn phần cuối cho là xong đi. Thì nó cũng không khác nhau là mấy, nhưng mà các bạn nhìn thấy ở đây này, nó cũng có những cái dấu chấm chấm như này. Mà dù mình không muốn thế là cái hướng dẫn của họ cũng không có cái như thế. Thì bây giờ mình sẽ sửa lại. Ở đây các bạn không muốn có cái style đấy thì các bạn select bằng style. Đây thì như là lâu và tay thì đúng hơn. Xem lại. Xuất hiện đi.
cái span như này thôi là được. Span sẽ là được. Thay vì dùng cái chữ ở đây thì các bạn đấy thì nó sẽ được nó đọc xếp rồi. Rồi thì đến đây là mình đã hoàn thành cho các bạn cái giao diện của cái trang blog, giao diện cơ bản thôi. Đấy thì tóm lại là các bạn sử dụng Bootstrap thì là giao diện nó rất là dễ, các bạn chia layout cũng rất là dễ, mình chỉ cần tưởng tượng được cái git thôi. Mình tìm hiểu tất cả các cái phòng Bootstrap hoặc là những cái gì liên quan CSS ở Trung Quốc, mình làm sao mình chia được git, chia được cái layout, biết cách sử dụng git là các bạn có thể làm được cái điều các bạn mong muốn rồi. Thế thì sang các cái bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để sử dụng những cái component khác. Rồi cuối cái chuyên đề Bootstrap này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nếu mà mình tìm được cái BSD bằng của cái BSD thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt Photoshop sang. Không thì mình sẽ tìm ra một cái trang nào thì nó hoành tráng một chút, mình sẽ làm theo cái trang đấy giống như cái trang mà hôm nay mình đã làm cho các bạn đây. Đấy thì chúc tất cả các bạn có thể làm tốt được những cái giao diện mà các bạn mong muốn. Thì bắt đầu những cái nhỏ trở đi thì những cái giao diện khác thì các bạn không thể lo vấn đề gì cả.